nhà văn Vũ Thư Hiên, là con trai của Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Ông bị bắt năm 1967 và giam cầm 9 năm trong vụ nhóm xét lại chống đảng. Năm 1997, hồi ký Đêm giữa ban ngày của ông được xuất bản. Trong đó, ông tiết lộ những bí mật của vụ án xét lại. Ông nói về ngày sinh 19 tháng 5 năm 1890 của Hồ Chí Minh như sau. Ngày 19 tháng 5 là chắc chắn không phải. Bởi vì ngày 19 tháng 5 thì Đô đốc Đa Sang Liêu, đại diện cho phía Pháp, có đi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Và chính cái ngày đó, cụ Hồ có nghĩ rằng nếu như trong trường hợp mà Đa Sang Liêu lên Hà Nội trong một không khí lạnh lẽo thì không tốt cho sự đàm phán. Cho nên có nói với lại bố tôi rằng là bây giờ anh đi cho gửi một cái công văn đến các nơi là tổ chức ngày sinh cho tôi là ngày 19 tháng 5. Thì khi mà đốt Đa Sang Liêu đến Hà Nội thì thấy trăng đèn kết hoa, rồi dân vui vẻ, tưởng như là về cảm giác đó, mừng sinh nhật của Chủ tịch nước lúc bây giờ. Hồ Chí Minh cũng đã dùng trên 50 tên để hoạt động. Tên sau cùng là Hồ Chí Minh, cái tên được biết đến nhiều nhất cho tới ngày nay. Về cái tên khá phổ biến khác là Nguyễn Ái Quốc, mà Hồ Chí Minh đã dùng khi mới tới Pháp, được nhà nghiên cứu Minh Võ, tác giả cuốn Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp cho biết. Nguyễn Ái Quốc là tên chung của nhiều nhà ái quốc ở Pháp lúc bây giờ. Trong đó có các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Các bậc đàn anh thấy Nguyễn Tất Thành còn trẻ, mới sang Pháp, chưa làm được cái thành tích gì để cho người Pháp họ theo dõi làm khó khăn. Cho nên những cái bài viết hay là văn kiện do các ông ấy sản xuất thì các ông ấy lại để cho Nguyễn Tất Thành đứng tên, cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Chính trong quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch do ông ấy viết với cái bút hiệu Trần Dương Tiên, ông ấy đã xác nhận điều đó. Người ta có thể đọc: ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết, phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Trường viết thay. Ông Trường viết giỏi nhưng không muốn ký tên. Chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo. Ngày chết của Hồ Chí Minh cũng mang tính giả dối như sự tiết lộ của tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, chủ tịch Ủy ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh chống lại dự án vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO năm 1988. Năm đó Hà Nội vừa công bố ngày chết thật sự của Hồ Chí Minh là 3 tháng 9 69 và phủ nhận cái ngày chết thiệt là 2 tháng 9 nhưng mà cái ngày chính thức là 3 tháng 9 thì đó là một sự nói dối. Những cái điều này có lợi cho chúng tôi là nạp cho UNESCO và nói rằng UNESCO là một tổ chức văn hóa khoa học, không thể chấp nhận một cái điều phản khoa học và dối trá, tức là phản văn hóa. Sách báo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng thân phụ Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Sinh Sắc bỏ áo từ quan vì chống đối triều đình thân Pháp. Nhưng chứng liệu tìm được cho thấy ông phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã không hề từ chức mà bị triều đình bãi chức vì đã liên can đến một vụ ngộ sát. Ông Trần Gia Phụng là nhà nghiên cứu sử đã viết 12 tác phẩm về sử học, trong đó có bộ Việt Sử Đại Cương, gồm nhiều tập, gần 2.000 trang. Ông Trần Gia Phụng cho biết. Là tháng 5 năm 1909, thì ông Nguyễn Sinh Sắc lúc đó đổi tên là Nguyễn Sinh Huy, được bổ nhiệm làm tri huyện Bình Thường Khê ở tỉnh Bình Định. Trong một cái cơn say rượu, ông Huy hạch hỏi một người tù thuộc hạ của ông Huy đó, đã đánh chết cái người tù đó. Gia đình của người tù đó mới kiện lên triều đình. Và triều đình đã ra cái sắc chỉ ngày 17 tháng 9 năm 1910 là phạt đánh Nguyễn Sinh Huy là 100 trượng. Thì cái hình phạt này được đổi hạ 4 cái cấp quan lại và sa thải ông Nguyễn Sinh Huy. Thì như thế đó, là ông Nguyễn Sinh Huy không từ quan để chống đối triều đình mà ông bị triều đình sa thải vì phạm lỗi.
tiến sĩ sử học Vũ Ngữ Chiêu, tác giả nhiều tác phẩm nghiên cứu sử học, trong đó có quyển Hồ Chí Minh, Con Người và Huyền Thoại, qua bút danh Chánh Đạo. Trong việc nghiên cứu các sử liệu, ông là người đã phát hiện được hai lá thư của Hồ Chí Minh xin học trường Bảo Hộ Pháp năm 1911. Người nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên thế giới bây giờ đều xác nhận một điều là cụ Phó Bảo Huy không hề từ chức, mà thực ra đã năm 1912 khi Hồ Chí Minh đã đi ra ngoại quốc rồi, còn viết thư về yêu cầu Mỹ khâm sứ Huế và toàn quyền Đông Dương để cho cụ Huy được trở lại làm quan, nhưng việc không thành. Còn dĩ nhiên nghĩa là cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản, họ có những kỹ thuật riêng về tuyên truyền của họ, là họ không cần nói sự thực, họ chỉ cần nói những cái gì để làm đẹp lãnh tụ của họ. Thí dụ như ông Đặng Thái Mai chẳng hạn, ông ấy đưa ra cái huyền thoại là cụ Phó Bảo Huy không bao giờ làm quan đưa Tây vì cụ là người yêu nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ thì ông Hồ Chí Minh còn đang cai trị, đang có quyền, thì không thiếu những loại cung văn như thế, không những về thân nhân của ông Hồ mà còn ngay cá nhân ông Hồ Chí Minh, họ cũng tạo cho ông Hồ Chí Minh rất nhiều huyền thoại. Năm 1911, cậu thanh niên tên Nguyễn Tất Thành xuống tàu La Touche-Tréville xin một chân phụ bếp để đi Pháp. Cậu chỉ mới 21 tuổi, chưa hiểu biết nhiều về thời cuộc, lại trong tình trạng người cha vừa bị triều đình sa thải. Sau đó, cậu Nguyễn Tất Thành đã làm đơn gửi chính phủ Pháp xin được học trường thuộc địa Pháp, nhưng đã bị từ chối. Trong hoàn cảnh đó, không thể tin rằng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước như Đảng Cộng sản Việt Nam tương truyền trong các sách vở giáo khoa. Nhà biên khảo Trần Gia Phụng phân tích sự kiện này như sau. Thì tôi xin đọc lại của bản dịch cái đơn mà của ông Nguyễn Tất Thành gửi cho Tổng thống Pháp. Kính thưa Tổng thống Cộng hòa, tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhận vào nội trú trường thuộc địa. Tôi hiện đang làm công nhân trong công ty Charger Réunion, tàu Amiral La Touche-Tréville để sinh sống. Tôi hoàn toàn không có một chút tài sản nào, nhưng khao khát học hỏi, và tôi ước mong trở nên hữu ích đối với đồng bào tôi, đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được những hữu ích của nền học vấn. Trong khi chờ đợi cái câu trả lời thì xin Ngài nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi. Ghi ở phía dưới rất rõ ràng là Nguyễn Tất Thành sinh tại Vinh năm 1892, con của Nguyễn Sinh Huy Phó Bản, học sinh Pháp văn, Quốc ngữ và Chữ Nho. Và đây là cái văn thư mà ông giám đốc trường thuộc địa Paris từ chối đơn của Nguyễn Tất Thành. Và như vậy ông ra đi là để tìm cách giải quyết cái sinh kế gia đình, chứ không phải là ông ra đi để tìm đường cứu nước.